Lý Thanh Hải xin kính chào quý vị và hôm nay xin mời quý vị cùng đến với trung tâm Mai Vàng ở đường Gilchrist, Houston, Texas để dự một buổi gặp gỡ của những người quê hương Gò Công, miền Tây Nam Bộ, Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo bước chân của Lý Thanh Hải. Một lần nữa xuân lại trở về, cùng đất trời vạn vật thì cũng theo một lần nữa, những người Việt Nam gốc gác Gò Công sống xa quê hương lại đón xuân về, nơi đất lạ quê người. Gò Công ơi đã bao mùa thu ly sứ, trong tim tôi luôn khắc khoản nhớ thương hình bóng quê nhà. Ôi mảnh đất Gò Công nhân hậu hiền quang, méo rộ xa trí ấm lòng tình xứ sở, mắm tôm chả ốc ủ gì hương quê. Mẹ là tình mẹ yên đông, yêu nước đồng sông Cửu Long, trong gian nan dẫu bão tên gọi Gò Công do nơi này nguyên sơ là vùng gò đất có nhiều chim công. Vùng đất này trước đây thuộc tỉnh Gò Công, tuy nhiên cũng có thời kỳ thuộc huyện Gò Công, tỉnh Mỹ Tho, xa hơn là thuộc tỉnh Gia Định. Rất nhiều bà con đã đến đông đủ và mọi người ai cũng vui vẻ trong những trang phục thật là đẹp. Nhiều bà con đã tự tay mình làm nên những món ăn đặc sản của vùng quê Gò Công và mang đến đây để cho mọi người cùng thưởng thức, để nhớ về một miền quê thật là thân thương với những món ăn quá trời ngon và nhớ mãi tới muôn đời. Một lần nữa xuân lại trở về, cùng đất trời vạn vật thì cũng theo một lần nữa, những người Việt Nam gốc gác Gò Công sống xa quê hương lại đón xuân về, nơi đất lạ quê người. Hôm nay đây và những ngày đầu xuân ấm áp, những đứa con nước nhỏ của đất Gò Công ngày cũ xa xôi đã tụ hợp về đây để cùng nhau hàn huyên tâm sự, khơi lại trong lòng mình bao nhiêu kỷ niệm êm đềm mà đã bao năm tháng tha hương hằng ấp ủ. Mỗi một người dân Gò Công nơi đây, dẫu cuộc sống có ra sao, như thế nào thì mãi mãi trong tim mình, quê hương vẫn tràn đầy nỗi nhớ, tình yêu quê hương lúc nào cũng vẫn tha thiết và nhớ mong. Gò Công ơi, một thời để nhớ. Chúng ta từng nghe nói đất Gò Công có những cô gái rất là nổi tiếng. Thứ nhất đó là bà Phạm Thị Hằng, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Người thứ hai là Nam Phương Hoàng Hậu, và đây là đại nữ Chân Truyền không biết đời thứ mấy. Những cô gái Gò Công, bà nữ xin chào ạ. Đây là những cô gái Gò Công, đúng không? Quý vị bà con, chắc chắn là ở đây lâu lắm rồi bà con thấy rằng lần đầu tiên họ Gò Công có ba nữ MC. Xin giới thiệu luôn, đây. Người thứ nhất là Adeline. Adeline này nó theo cái môn phái Gò Công là đại tử chân truyền ba đời của họ Gò Công,
tôi xin mạn phép cô Thảo là cái người có công gầy dựng và vun đắp cái hội Gò Công, thì một hồi nữa phải có phần là hôm nay vắng mặt là đã đi rồi, thì cái người thế hệ thứ hai đó là chú sơ nhất, là đó là chú Hậu, là ông nội anh Ali, đây đại tử thứ ba, và người ba của anh Ali đó là Hùng Duy Tuấn, là bác đó, là ba đời xuất hiện đây. Đây là đại tử Trăng Giềng sẽ gìn giữ hộ công tại đất Mỹ. Thưa quý vị, người thứ hai đây, người này là cũng là con cháu xứ Gò Công mà mấy chục năm trời nhân cái hội ngộ lần này mà có mặt, đó là cô Tiffany. Cô Tiffany này là quê gốc Bình Phú Đồng Sơn, một hồi nữa là nếu nói xét theo một cái gia bả là hàng xóm với Nam Phương Hoàng Hậu tại ngã ba Bình Công Đi Vô, đây như đây. Và người thứ ba đó là cô Hồng Yến, một cô gái xứ Cù Lao Tú Tình Đông, ngày xưa gọi là Cù Lao Lợi Quang, đây cô Hồng Yến. Khí hậu mùa xuân ấm áp đã trở về với thành phố Houston. Những người con xứ Gò hôm nay được có dịp tề tụ về đây để hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm xa xưa về quê hương Gò Công thân yêu của chúng ta. Hôm nay con được thay mặt ban tổ chức gửi lời chào mừng trân trọng nhất đối với quý vị quan khách, quý thân hữu và toàn thể ông bà anh chị em người đồng hương Gò Công của chúng ta. Con xin kính chúc quý vị một năm mới Giáp Thìn an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Đồng thời con cũng kính chúc quý vị có một buổi hội ngộ tràn đầy niềm vui và ấm áp tình quê hương xứ sở Gò Công. Con xin chào. Dẫu xa dịu dời mà hồn
bãi biển tân thành, xôi anh trắng đêm đám lá tối trời và nghiêng sông trướng đình. Xa cách muôn trùng tôi vẫn không quên ơi xứ sở Gò Công muôn đời yêu. Thank you.
rang ngô, bà con cô bác ăn miếng ai mua bánh dừa không? Có thì cô Khánh mang bán hồ tiêu lộn, bán miếng kia, bán cá tỏi, xin mời cứ đi vòng vòng. Và quý vị thưởng thức quý vị ơi, đầu năm đầu tháng, đây là hình ảnh của bến phà biểu đại năm xưa. Rồi xin mời cứ cô Khánh đi xa hơn nữa, đừng cứ cô chỗ mà hỏi ế bây giờ. Tiếng còn bài đâu rồi ta? Trước mặt quý vị đây là cảnh khu bến phà biểu lợi. Giờ phút này bến phà biểu lợi của mặt đã hoàn thành nhiệm vụ lực lượng đó. Trên 100 năm giờ phút này bà con cô bác từ Sài Gòn về Hồ Chí Minh chỉ còn từ một chiếc hơn 100 năm rồi. Ngày hôm nay chiếc cầu thủy lợi đã nối hai miền và cùng nhau an toàn sinh sản. Đề nghị ba con hộ kinh lộn đi trong các những cái phòng trọ khi đi ra mà đi. Hiện nay cô áo vàng ơi, các đồng bọn đang như gì hướng tay cô áo xanh có học dụng lợn em phải tốt tám biểu diêu thì người khác đừng đứng chung một bàn, chia ra bạn mà đi, xin mời chia ra đường đứng chung bàn các bạn gái. Đậu phộng đây, đậu phộng rang, đậu phộng bóng nè, mời mời các bạn luôn quý vị ơi. Đề nghị chúng tôi đang cần những cái tay cho con, kêu mọi người đến nhìn tôi đi. Có ai mua không? Các bạn anh đứt tay mua không? Cho nên bạn học một cái công như chỗ khác. Đây là cái hồ bỏ con của con gái. Đây là cái hồ bỏ con của con gái cô dẫn giữa xe ra. Vâng, là xin nhân dịp đầu năm xin kính chúng tôi xin được phép đại diện hội đồng đại diện cộng đồng xin thứ nhất là cảm ơn anh Việt Shipping, hội đồng đại diện cộng đồng anh em góp lại có một chút xíu tài chánh ngày hôm nay để mà góp cho hội đồng hương Gò Công, và cảm ơn anh Việt rất là nhiều và tất cả quý vị, nhất là anh Lê Nam Phan cũng đã giúp cho hội đồng đại diện cộng đồng góp sức trong cái lễ hội xuân vừa qua, và một cho chút thình tình gọi là cảm ơn anh Việt một cái tấm check 500 Mỹ Kim xin được mời lại cho anh trưởng ban tổ chức. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cũng bắt tay anh một cái. Và cũng nhân dịp đầu năm thì chúng tôi xin được chúc cho quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi sự hanh thông và hạnh phúc trong gia đình. Xin cảm ơn quý vị và chúng tôi xin dừng lời lại chúc cho anh phó nội vụ là anh Nguyễn Hoàng Quân. Xin quý vị nghe anh Nguyễn Hoàng Quân chút xíu ạ. Xin kính chào quý vị. Vâng, như anh Trung Văn Cương vừa nói đó, ngày hôm nay các anh em ở trong hội đồng đại diện cộng đồng thiền xuyên ở đây, thứ nhất là để bày tỏ cái sự ngưỡng mộ cũng như cái lời cảm ơn đối với anh Việt đã đóng góp rất là nhiều cho cái sự thành công của lễ hội xuân vừa qua. Vâng, là đây là một người con của đất Gò Công rất là tài năng, và ngày hôm nay Hoàng Quân với các anh chị em tới đây thì cũng hiểu biết thêm một vài nét về lịch sử cũng như văn hóa của đất Gò Công. Cá nhân của Hoàng Quân là người gốc Bắc nhưng mà sinh ra và lớn lên ở miền Nam, thành ra cũng rất là yêu mến miền Nam, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ. Yêu mến từ cái văn hóa, từ cái cảnh vật, từ cái tính cách của con người miền Tây, và cũng như là đặc biệt là cái ẩm thực của miền Tây. Ngày hôm nay thì tới đây cảm thấy rất là vui và thú vị, bởi vì được thưởng thức một số cái món đặc sản của đất Gò Công. Vâng, một lần nữa trước thềm năm mới thì xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng bình an hạnh phúc và thành đạt ở trong cái công việc làm ăn của mình. Xin kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chào, tạm biệt.